Xếp bé lại, xếp bé lại. Ừ, thả chị vừa thôi. Để đi lấy giọt, nó lượng nha. Lấy giọt, đi lấy giọt. Từ từ thôi. Cãi nó đi, kéo đi. Không phải, đạn dữ không? Đóng mình gò. Đâm anh. Ừ. Xiết bên lại chút, xiết bên lại chút. Vừa hết, nhá. Đó, vừa rồi. Đúng rồi. Cãi đi, cãi đi. Kéo đi, kéo đi. Sao? Nhưng lại, nhưng lại, nhưng lại, nhưng lại, nhưng lại. Dữ rồi, cái nóng rồi, cái nóng dữ lắm rồi đó. Lấy cái giò ghé cái đường cái lại. Ừ, lấy cái ừ. Cả đi, hàng khủng rồi đó. Thật là cái da thôi. Mấy ông ơi, để tôi ngồi cái tiếng vô, không có mặt cháo luôn. Bự lắm rồi. Rồi, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Phát Triển Tây 67 là 2 nha mọi người. Lâu quá lâu rồi, mình không ra clip cho mọi người xem nha. Cái này, đi quay lại thì hy vọng hôm nay là sẽ không quá mọi người. Hôm nay quay lại cho bạn mấy clip đầu mình câu cá cóc mọi người. Bữa lễ dắt mình đi mọi người. Nay qua với anh Cặp cũng biệt mọi người. Đây là một cặp thủ đi câu đài nhưng mà bị mình dùng những biện pháp nghiệp vụ để dụ dỗ anh qua câu máy nha mọi người. Giờ anh qua anh ghiền câu máy kêu câu đài anh không câu mọi người ơi. Rồi thôi giờ hai anh em mình mới tới dấu câu, giờ ra cần quýnh thôi, có gì quay cho mọi người xem tiếp nha. Đâu đâu đâu, cái mày dính đâu? Mày dính, mày dính. Lộn. Lo luôn hả? Lo cái cài tao mới tao mới hay đó. Trời ơi. Trời ơi mày dính. Câu thứ này mới đã nè mọi người. Ơi bự bự mọi người, con gì đây? Cá chim. Cá chim, cá chim. Dạ. Anh Diệt ơi. Báo cá, báo cá. Cá chim, cá chim. Chim cá mọi người. Không hay luôn. Rồi cái rảnh bự chà bá, nãy giờ phá mồi. Nãy giờ phá mồi, nãy giờ giật giật hoài. Em nói con gì nó ăn ngộ thiệt chứ. Cái rảnh hết biết cái rảnh mọi người. Khủng thiệt chứ. Ơi nãy giờ phá mồi hoài tưởng con gì ai ngờ nó vô vô hàng, vô hàng rồi mọi người ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, từ 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 vô hàng, từ 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 ơi vô ô xì bo, xì bo ơi nặng lắm á, cái này cả khoảng 3 kg á. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Xì bó, xì bó. Hay quá anh Việt ơi. Ê anh Việt cần hủ Việt mọi người. Ê xì bó mọi người. Lấy gỡ đi anh, gỡ đi anh. Thao lấy giọng hả? Ừ của em đó, lấy giọng của anh em gỡ rồi. Xì bó mọi người. Đó, anh Việt lên xì bó mọi người ơi. Con này chắc cỡ 2 kg á. Viền khè luôn. Đẹp luôn nha mọi người. Thứ gì chịu nổi thứ này thiệt chứ. Gì cũng vô giọng cái cho nó dằn cái giọng. Gỡ liền, gỡ quay qua chụp tấm hình liền. Lòn dưới sao xảy được. Như cái ngạnh quá sâu. Quá thả cằn kia. Em quay qua thấy nó nhịp rồi. Kêu liền. Nó mắc cái cằn rồi. Ủa em tưởng anh coi cái chim chứ. Gỡ mạnh xuống, mạnh xuống. Đấy, mọi người quả đã mọi người. Đó, cầm lên.
quá đẹp luôn mọi người ơi. Rồi vô vỏ. Từ 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 từ. Xiết bén lại, xiết bén lại. Ừ. Xả chiều vừa thôi. Để em đi lấy vợt, kéo từ từ thôi nha. Lấy vợt, đi lấy vợt. Từ từ. Từ thôi. Cậy nó đi, kéo đi. Không phải, lạng dữ không? Cóc qua xì bò. Đâm ha. Ừ. Siết ben lên chút, siết ben lên chút. Vừa vừa ơi, nhả lên. Đó, vừa rồi. Đúng rồi. Cậy đi, cậy đi, kéo đi, kéo đi, không sao. Ừ, đúng rồi, nương lại, nó lên, nó chạy nương lại. Giữ rồi, cái góc rồi, cái góc giữ lắm rồi đó. Lấy cái giò ghét cái cần kia lại. Ừ, nó chạy, ừ. Cậy đi, đấy. Hàng khủng rồi đó. Hoặc là cái cha thôi. Mấy mới để miếng tinh mồi nước miếng vô không thấy mặn cá luôn. Bự lắm rồi. Ê con gì vậy? Con gì vậy? Hả ông táo nữa mọi ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai ông táo luôn, chính cặp ông táo luôn ơi. Nãy giờ tưởng đâu con gì bự dữ, gỡ cần kia lên đi. Trời ơi, trời. Ăn chịch à. Ừ con này nặng dữ không? Để em gỡ cho mình ý. Dính tùm lum nha. Trời ơi trời, tưởng đâu con gì. Cái cốc mình vô luôn rồi. Tưởng đâu cắp khủng rồi. Ê ngồi đâu tinh mùi, để miếng tinh mùi vô cái ông táo quất liền coi. Đây nè mọi người. Sáng giờ anh Việt làm ăn cặp rồi. Dính gì? Mời gỡ cái mani ra được rồi. Trời ơi anh Việt sáng giờ kỳ gì. Lọc của anh Việt thì để cho anh Việt đi nha mọi người. Con này chắc cỡ ký ngoài 2kg gì á. Cá con gì á? Nó bự. Ừ trời ơi cái he. Trời ơi cái he khủng. Trời ơi trời. Cái he khủng rồi ơi. Nãy dính mấy con rồi. Trời ơi. Ờ, hướng gì chịu nổi hướng này thiệt chứ. Cái he nè mọi người. Trời ơi trời. Cái hàm gì đó. Đâu cá ăn đâu. Thường nào. Ây da da. Thường nào cũng xanh hay vậy. Còn không. Còn không. Dính. Chắc dinh nữa quá, mày dinh nữa quá. Trời ơi trời. Mini ông nội ơi. Cái rảnh mini. Con gì á? Dính rồi. Con gì á? Nhỏ. Trời ơi nó nữa. Mini nữa. Dính. Bự rồi, có cái này nữa nè. Dính 2 cây luôn. Ủa? Giờ đếm nữa. Bãi trưởng. Giờ đếm mini. Ôi, ngồi kìa nó rồi. Ngồi kìa. Cái gì vậy? Cái he. He mini. Thôi con này thả, đổi con bự. Nhỏ mình thả, mình đổi. Đổi nha. Đổi con bự. Rồi. Cá he nữa, trời ơi. He này nhỏ nhỏ không à. Rồi đổi con bự không đổi, đổi con nhỏ xíu lên. Đổi con bự lên nha. Từ từ. Ơi trọng rồi nghe, có thịt rồi nghe. Đù. Có thịt rồi nghe. Nãy giờ. Nãy giờ thôi mày.
cái rãnh nha mọi người. Vô lộm lộm lộm. Đưa đây, đưa 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 coi 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 đưa coi. Quái trưởng. Lại chứ. Bự không? Ô chạy dữ rồi, chạy dữ rồi. Dữ rồi. Đu quá. Cái rãnh khủng đâu rồi? Trời ơi trời, cái rãnh nó ngon kìa. Ôi. Cứu gì chịu nổi. Giờ thì hai anh em mình cũng quay lại cái bè quen thuộc rồi mọi người. Nhưng mà cái này anh Việt thì anh sẽ thả ông Táo nha mọi người. Thả để làm sao anh Việt? Thả này được bằng mấy con cá chim. Kêu ông Táo độ lên cho mấy con dính cái chim này từ từ. Từ. 2 ký mấy phải không? Đúng. Rồi, thả ngoài sông đàng hoàng nha mọi người. Con tiếp theo. Sáng giờ hai con thả. Vô. Ông chơi kiện quên. Ông bắt xong bên kia ông đem qua sông bên này ông thả. Sông này lớn hả? Rồi, giờ hai anh em mình tiếp tục quýnh bên đây mọi người ơi. Ở bển nó nghỉ ăn rồi. Hai anh em mình quýnh tiếp tục nha. Bự rồi. Cô Phi, cô Phi. Dạ, dạ. Cỡ ký á. À đúng rồi. Ý trời ơi. Ê ông để im cái giờ sau xuống chút. Rồi. Ơi, để giờ sau xuống chút. Rồi. Ê meo. Rồi. Đu quá, khuy ngon dữ trời, cái ký lô á. Cô giới. Ấy thiệt chứ. Cô Phi mọi người, mình tay. Tôm. Bự rồi đó. Đó. Phơi. Đây. Càng hủ câu dùm thì dính, còn của mình câu không dính. bữa rồi đi rồi, thôi từ từ đi ra ngoài cây đứng đi em quay từ thôi nha. Càng rồi từ từ nhớ lên luôn được rồi. mới thấy lấy vốn. Đúng rồi, hợp lý. Cái câu lâu dính cũng biết bắp chứ bộ gì đó. Nó nhịp đọt luôn hả? Nhịp đọt luôn, lôi yếu mà. Sao nè? Sao nãy giờ đâu hay ngồi đâu? Không dính đâu. Càng. Chừng nào đây? Giật. Có. Không quen trai đúng không? Ơi bự cái gì phải không? Giật giảnh quá. Ở bằng tay á. Dữ hả? Cái gì đây? Trời, cái giảnh. Lên luôn. Rồi. Vô. Đi. Dính mọi người. Đó, đi vô. Dính cá nha.
đồ lấy coi lấy bự ha, coi lấy coi lấy mười lăm ký không, 15 ký 8 mà ơi trời 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 không không khoan rồi rồi chả mẹ đâu đâu sao không dính sao không thôi lấy cái vợt lấy vợt mọi người nó thôi em chữ của mình đó không lấy không lấy cái vợt cảnh thôi em chữ ha quyết định luôn lấy vợt ra mà mắc cá là không được đâu nghe từ từ rồi rồi cái rảnh này cầm bàn tay cầm không hết mọi người đi vô trước đi cuối cùng thì cũng dính cá dạ. Cuối cùng thì dính dính cái rảnh dím cái ngon thiệt chứ sao câu câu nói sao đâu anh Việt đâu mày ơi cái hem gì chứ đây rồi rồi con cá cu phi không ồ nhỏ không đâu ồ dính chút xíu nè mày ơi cái hem gì chứ đó ẩm cá ăn cá ăn cá mới ăn cần này mọi người còn không ơi còn ơi có nha có sao không nó dính dây luôn còn cái cần kia nó con này cá dẫn hồi hai cây dính tùm lum chứ dẫn nha mọi người cá ăn mọi người coi nè nhịp hay gì đó được nha không có gì ta ăn gì mà không có ta trời ơi nó cọc ngồi ê dính này hình xanh nó hàng khủng dữ lắm không hàng khủng lấy giờ không trời dở lên được đâu coi dính sâu không ôi dở lên nhỉ hiệu cá dẫn mọi người ơi hàm thiệt chứ đồ quá anh Việt lên cá bự mọi người lên cá hàng khủng mọi người ơi 15 ký mấy không trời ơi ăn 16 ký mà ơi cái rảnh mọi người anh Việt ơi mấy kiếm cá mọi người chạy dữ lắm chạy rồi ôi anh này lên cá cha mọi người khủng rồi có cần sự trợ giúp gì không giật không hai người luôn bên nãy nè lên lượt hai con luôn mình anh Việt bên đây nè mọi người ôi con tôm cạn chờ hết biết con tôm ơi anh Việt vậy gì đâu con tôm dữ vậy tưởng đâu cá chứ trời ơi còn đây anh Việt lên cái rảnh đâu cái rảnh đâu anh Việt ủa hai người hai bên lên luôn tiếp tục anh Việt lên cá mọi người ơi con cuối cùng 15 ký
Cái chim nó nhỏ không? Sậu, sậu. Rồi, ơi ơi, dính dính dính. Trời ơi, nó cắn thì ghê. Trời ơi, ngoài luôn rồi. Nè, cá chim. Ơi ơi. Ơi ơi, chạy chạy chạy. Đưa lên đưa xuống rồi. Nè nè nè. Đúng. Như phim hành động vậy. Thế à? Hai cần luôn. Ơi dính, ơi bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Ơi ơi, đúng quá. Được, 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 được. Ơi, dính dính. Trời ơi, cái chim nhỏ. Ác nè. Ác nè. Trời, trời dính chiều chiều bạn ơi. Giấc này chiều rồi. Hai anh em mình về mọi người ơi. Thì đây là hình quả của mình nha mọi người. Để em diệt gấu ra. Mình là cá nhỏ mà nó nhiều nha mọi người. Được đó. Đó đó. Xôm đó nè mọi người. Ôi mà dinh dẫn he. Rồi, đó, thành quả của mình mọi người. Sáng giờ. Tôm mọi người. Tôm. Con tôm à, dạ, con tôm cũng được rồi. Bây giờ cái cục phì. Rồi, có anh Việt không? Đây mọi người, việc mà ít nhưng mà thấy chất lượng quá mọi người ơi. Đâu? Có tôm nè. Có tôm không? Có tôm. Trời trời trời. Tôm bự hơn của mình luôn á. Trời ơi. Tôm bự của mình luôn, có dẫn mình mành không mọi người. Anh Việt nay câu nha mọi người ơi. Đó, mọi người có dẫn kìa. Thôi giờ hai anh em mình kết thúc clip mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha mọi người. Clip sau tiếp tục hai anh em mình đi quýnh tiếp mọi người ơi. Giờ tạm biệt mọi người nha. Thôi.